có 158 đến có 161, đây là một cái announcement, thông báo ha. Câu 158, why, tại sao cái thông báo này được viết? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của việc viết thông báo, phải không nào? Đối với dạng này thì mình đã đáp án trước, sau đó đáp án đầu hoặc đoạn cuối ha. Câu A, to declare, để tuyên bố, công bố về một cái cuộc họp cộng đồng. Câu B, to announce, để thông báo việc mở cửa của một cái công viên hoang dã, động vật hoang dã, wildlife ha. Tiếp câu C, to provide, để cung cấp cái directions, cái sự chỉ dẫn đi đến cái trung tâm du lịch. Câu D, to alert, để cảnh giác, cảnh báo khách tham quan về một cái vấn đề. Rồi bây giờ mình là đoạn đầu của cái thông báo trước nha em. Rồi cùng đọc ha. Over the past month, trong tháng vừa qua thì đã có một cái sự increase, một cái sự gia tăng nhanh trong cái việc nhìn thấy những cái raccoons ở những không gian mở của công viên. Chưa có đoán phong nào, đọc tiếp nha. The park rangers, những người quản lý công viên, suspect những cái loài vật này, những cái sinh vật này thì được thu hút bởi những cái thức ăn mà nó được để lại, hoặc có là do chủ đích, hoặc là do tình cờ ngẫu nhiên bởi những cái vị khách tham quan đến công viên. Chưa có thông tin để trả đáp án luôn, phong nào, đọc tiếp nha. Cái department, cái ban về sức khỏe cộng đồng của thành phố đó thì không muốn encourage, khuyến khích những cái raccoons. Vậy raccoon là cái con gì đó phải không nào? Tại vì raccoon là creature nè, là một cái loài sinh vật ha. Nó rời khỏi cái khu vực rừng ở công viên as bởi vì chúng có thể là carriers, là những cái con vật mà nó mang cái disease, là cái mầm bệnh đó em. Và post gây ra những cái rủi ro nguy hiểm cho những visitors, những khách tham quan và thú cưng của họ. Vậy thì cái đoạn này nó đang thông báo về một cái vấn đề, phải không em? Cái vấn đề ở đây chính là những cái con raccoons này nè, nó không ở trong khu rừng mà nó đi ra cái không gian mở của cái công viên, phải không nào? Và cái điều này á, nó có thể sẽ gây ra những cái mầm bệnh và những cái nguy hiểm rủi ro cho khách tham quan, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu D, phải không? Là alert, là cảnh giác, cảnh báo khách tham quan về một cái vấn đề ha. Ok. Câu 159, cái điều gì không được nói về raccoons? Vậy từ khóa chính là raccoons, phải không nào? Đây là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc vào từng đáp án nha, câu A trước. Chúng là những cái threats, những cái mối đe dọa tiềm tàng cho những cái animals, động vật khác. Có nhắc đến, phải không nào? Ở đây nè. Chúng có thể là cái vật mà mang mầm bệnh và pose gây ra những cái nguy hiểm rủi ro cho khách tham quan và their pets, những cái thú cưng của họ. Vậy thú cưng của khách tham quan chính là động vật khác đây. Vậy là câu A có nhắc đến ha, rồi tiếp câu B. Chúng thì chỉ nên được approach, tiếp cận đến gần dưới cái supervision, cái sự giám sát của nhân viên. Vậy từ khóa chính là approach và staff supervision, phải không nào? Rồi mình giờ xem có hay không em nhé. Cái đoạn số 1 giờ là không có rồi nè. Giờ tiếp đi em, hai dấu chấm này. Dấu chấm thứ nhất xem có hay không. Không có, phải không nào? Dấu chấm thứ hai đi em. Đây có từ raccoons và có từ approach nè. Đọc câu này thử nha. Nếu bạn nhìn thấy raccoons thì đừng có approach, đừng có tiếp cận, đừng có đến gần chúng hoặc là cho chúng thức ăn. As bởi vì chúng là những cái động vật hoang dã với những cái vuốt sắc nè và có thể nguy hiểm khi mà chúng cảm thấy frightened, là hoảng sợ. Vậy thì em xem nè, cái câu này nói là đừng có tiếp cận nó luôn, phải không? Chứ không có nói là tiếp cận dưới cái sự giám sát gì cả. Vậy câu B là không có rồi đó. Nhưng mà để chắc hơn thì em có thể dò tiếp câu C và câu D ha. Câu C là gì? Chúng được thu hút bởi những cái thức ăn mà để lại bởi con người, đúng không? Có nhắc tới phải không nào? Ở đoạn số 1 ha, đây. Cái loài sinh vật này thì được thu hút bởi những cái thức ăn mà nó để lại bởi visitors, những khách tham quan nè em. Ok, khách tham quan là con người đó. Vậy câu C có ha, câu D. Chúng post, chúng gây ra những cái hazard, là mối nguy hiểm đó, khi mà cảm thấy scare, là hoảng sợ. Có luôn phải không nào? Đây nè. Ở đây mình có từ hazard bằng với từ dangerous trên này nè em. Và từ scare là hoảng sợ thì bằng với từ frighten. Chúng có thể nguy hiểm khi mà cảm thấy, chúng cảm thấy hoảng sợ, phải không nào? Vậy là câu D có nhắc tới luôn. Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi em? Bằng câu B ha, ok. Câu 160, những volunteers, những tình nguyện viên sẽ được đưa cái gì? Vậy từ khóa chính là volunteers và given, phải không nào? Xe bán trước nha câu A. Một cái map, một cái bản đồ của công viên. Câu B, một số ít thức ăn để mà distribute, phân phát cái động vật. Câu C, một cái certificate, giấy chứng nhận về cái việc accomplishment. Câu D, một số cái protective gear, cái dụng cụ hay là đồ bảo hộ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa là volunteer và given đang ở vị trí nào nha em. Ở đây có từ volunteer nè, cô đọc câu này nha. Along with this, cùng với điều này thì chúng tôi sẽ tổ chức những cái clean ups, những cái buổi dọn dẹp công viên tình nguyện vào thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng. Chưa thông tin phong nào, đọc tiếp nha. Cái buổi dọn dẹp tiếp theo của chúng tôi được lên lịch vào ngày 27 tháng 6. Bất kỳ ai mà quan tâm đến việc tham gia thì sẽ báo cho cái trung tâm du lịch của công viên để mà register đăng ký. Chưa thông tin luôn, đọc tiếp nha. Tất cả những người tham gia thì sẽ được cung cấp clothes, găng tay và vest, là áo protective bảo hộ, găng tay và áo bảo hộ.
nước và một cái bữa ăn trưa nhẹ. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu D phải không nào? Họ được cung cấp một số cái dụng cụ, cái đồ bảo hộ ha. Ok. Câu 161 ở vị trí nào để đánh số 1234 thì câu sau thuộc về. Đọc câu đoạn kép trước nha. Chúng tôi sẽ chấp nhận cái registration form, những cái form đăng ký cho đến 2 ngày trước sự kiện. Vậy đang nói về việc đăng ký phải không nào? Vậy đáp án chỉ có thể là vị trí số mấy thêm? Vị trí số 4 phải không? Có nghĩa là mình đọc rồi. Đọc lại một lần nữa nha. Bất kỳ ai mà quan tâm đến cái việc tham gia thì sẽ báo cho cái trung tâm du lịch của công viên để mà đăng ký. Và chúng tôi sẽ chấp nhận những cái đơn đăng ký, những cái form đăng ký cho đến 2 ngày trước cái sự kiện. Rất là liên kết luôn phải không nào? Vậy đáp án là câu D ha. Ok. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Đây là một cái thông báo đến từ công viên thành phố Eagle Canyon. Over the past month, trong tháng vừa qua thì đã có một cái increase, là sự gia tăng đấy em. Mình có từ sharp increase là sự gia tăng nhanh hay là sự gia tăng đột ngột ha. Trong cái việc sightings, mình có từ sighting là sự trông thấy hay là sự nhìn thấy ha. Sự gia tăng đột ngột nhanh chóng về cái sự trông thấy, nhìn thấy những cái con raccoons là gấu trúc Mỹ đấy em. Ở những cái không gian mở của công viên. The park rangers, mình có từ ranger là người quản lý công viên đấy em, người trông coi hay là quản lý công viên ha. Những người trông coi quản lý công viên. Suspect, mình có từ suspect, động từ là nghi ngờ đấy. Những người quản lý công viên thì nghi ngờ cái creature, mình có từ creature, danh từ là sinh vật hay là loài vật đấy. Cái loài vật này bị attract, mình có từ attract là thu hút ha. Bị thu hút bởi những cái scraps, những cái mẫu thức ăn được để lại, hoặc có là on purpose là có chủ đích, có mục đích, có chủ đích, hoặc là accidentally có nghĩa là ngẫu nhiên hay tình cờ ha, hoặc là có chủ đích hoặc là tình cờ bởi những cái khách tham quan đến công viên. Cái ban sức khỏe cộng đồng của thành phố thì không có muốn encourage, khuyến khích những cái con gấu trúc rời khỏi ở cái khu vực rừng ở trong công viên as, bởi vì chúng có thể là cái carrier, mình có từ carrier là cái người mang hay là cái vật mang, được không nào? Chúng có thể là cái vật mang disease, là bệnh hay là căn bệnh đấy em, mang những cái mầm bệnh, căn bệnh. Và pose, mình có từ pose bằng với động từ cause là gây ra ha, và gây ra cái risk là rủi ro hay là nguy hiểm đấy em, và gây ra những cái rủi ro nguy hiểm cho khách tham quan và pets, thú cưng của họ. Vui lòng hãy nhớ những cái điều sau. Please, vui lòng đừng có để lại cái garbage, mình có từ garbage là rác đấy em. Vui lòng đừng để lại bất kỳ cái rác nào ở trong công viên, hoặc là mang nó cùng với bạn khi bạn rời khỏi, hoặc là đặt nó vào những cái garbage bin, những cái thùng rác ở gần đó. Mà những cái thùng rác này thì được cung cấp throughout là xuyên suốt đem. Throughout, xuyên suốt ha. Xuyên suốt. Thì được cung cấp xuyên suốt cái công viên. Nếu bạn nhìn thấy raccoons, những con gấu trúc, thì đừng có approach. Mình có từ approach là tiếp cận hay đến gần ha. Approach, đến gần hoặc là tiếp cận. Đừng có tiếp cận đến gần chúng hoặc là cho chúng thức ăn as, bởi vì chúng là wild animals, là những động vật hoang dã với những cái claws. Mình có từ claws là vuốt đen, với những cái vuốt sharp là sắc bén ha, và có thể là nguy hiểm khi mà chúng cảm thấy frightened là hoảng sợ đấy. Frightened là hoảng loạn hay là hoảng sợ ha. Tiếp theo nào, along with this, along with là cùng với đen. Cùng với điều này thì chúng tôi cũng sẽ holding, tổ chức những cái clean ups, những cái buổi dọn dẹp công viên tình nguyện vào thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng. Cái buổi dọn dẹp tiếp theo của chúng tôi thì được lên lịch vào ngày 27 tháng 6. Bất kỳ ai mà quan tâm đến việc tham gia thì sẽ báo cho cái trung tâm du lịch của công viên để mà register. Mình có từ register, động từ là đăng ký đây. Để mà đăng ký ha. Rồi tiếp, tất cả những người tham gia thì sẽ được cung cấp những cái găng tay và áo bảo hộ, nước và một cái bữa ăn trưa nhẹ. Câu 158, câu A mình có từ declare, có nghĩa là tuyên bố hay là công bố đây. Declare, tuyên bố hay là công bố ha. Câu C mình có từ direction, là sự hướng dẫn hay là sự chỉ dẫn hay là sự chỉ đường đây. Direction, sự chỉ dẫn, sự hướng dẫn hay là sự chỉ đường ha. Câu C là để cung cấp cái sự chỉ dẫn, chỉ đường đi đến cái trung tâm du lịch. Tiếp câu D mình có từ alert, động từ là cảnh giác hay là cảnh báo đây. Alert, cảnh giác hay là cảnh báo ha. Ok, câu 159, câu A mình có từ potential là tiềm năng hoặc là tiềm tàng. Threat là cái mối đe dọa đây. Cái mối đe dọa là cái sự đe dọa ha. Vậy ở đây là một cái mối đe dọa, những cái mối đe dọa tiềm tàng. Được không nào? Câu A,
Chúng là những con cấu trúc á, là những cái mối đe dọa tiềm tàng cho những cái động vật khác. Rồi câu C, câu B mình có từ supervision, có nghĩa là sự giám sát đây. Supervision là sự giám sát ha. Staff supervision là sự giám sát của nhân viên. Tiếp câu D mình có từ hazard, có nghĩa là sự nguy hiểm em ha. Hazard là sự nguy hiểm. Nó bằng với từ danger đây. Sự nguy hiểm là mối nguy hiểm, được không nào? Câu D là chúng sẽ gây ra cái sự nguy hiểm, cái mối nguy hiểm khi mà cảm thấy scare là sợ hãi. Có 160. Câu C mình có từ certificate là giấy chứng nhận đây. Tiếp theo mình có từ accomplishment, là danh từ, động từ của nó là từ accomplish, có nghĩa là hoàn tất, hoàn toàn, hoàn thành hay là đạt được đấy em. Và accomplishment danh từ là cái sự hoàn thành hay là cái sự đạt được ha. Vậy câu C là một cái giấy chứng nhận đã hoàn thành cái việc gì đó, được không nào? Câu D mình có từ protective gear, mình có từ gear là dụng cụ đấy em. Protective là bảo vệ hay là bảo hộ ha. Vậy protective gear là dụng cụ bảo hộ, được không nào? Có 161, mình có từ prior to là trước khi đấy. Prior to là trước hay là trước khi ha. Ok. Câu 162 đến câu 165, đây là một cái đoạn thảo luận online ha. Câu 162, Miss Hanson rất có thể làm việc cho loại doanh nghiệp gì? Và từ khóa chính là Miss Hanson, phải không nào? Xe bán trước nha câu A, một cái television studio. Câu B, một cái firm, công ty quảng cáo. Câu C, công ty thiết kế website. Câu D, manufacturer, nhà sản xuất. Automobile là xe ô tô đó em. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem Miss Hanson đang ở vị trí nào em nhé. Ở đây form nào, tên đầu tiên luôn, và cùng đọc em nha. Can I get an update? Tôi có thể có được cái sự cập nhật thông tin từ mọi người về cái dự án quảng cáo, promotion là quảng cáo đây em. Cái dự án quảng cáo cho Engines Auto hay không? Vậy thì em xem nè, Miss Hanson muốn biết cái sự cập nhật thông tin từ mọi người, từ đồng nghiệp về cái dự án quảng cáo cho các khách hàng Engines Auto. Vậy Miss Hanson làm những công ty gì vậy em? Công ty quảng cáo phải không nào? Vậy đáp án là câu B ha, một cái công ty quảng cáo. Ok. Câu 163, vào lúc 11:58 thì Miss Hanson có ý là gì khi bà ấy viết on the right track? Xe bán trước nha câu A, bà ấy đồng ý với lại một số cái modifications, sự thay đổi về mặt bản thảo. Câu B, bà ấy hài lòng với cái progress, cái tiến trình cho cái việc thiết kế website. Câu C, bà ấy nghĩ rằng cái dự án thì đang đi theo kế hoạch. Câu D, bà ấy hài lòng với cái quyết định casting. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau xem 11:58 và câu on the right track đang ở vị trí nào nha. Ở đây form nào. Đây nè, rồi, để hiểu được câu này mình đọc cái tin nhắn ở phía trước đó nha em nha. Cùng đọc nào. Vào lúc 11:57 thì Dustin nói rằng no problem, không sao, không thành vấn đề Barry à. Tôi sẽ get in touch, liên hệ với cô ấy shortly ngay để mà thực hiện cái việc sắp xếp. Thì Miss Hanson nói rằng it looks like, dường như là trông có vẻ là chúng ta on the right track. Nó khó hiểu phải không nào? Thật ra đối với cái câu này để làm được, mình phải biết được cái thành ngữ on the right track nghĩa là gì đây. Thật ra on the right track có nghĩa là đang đi đúng hướng. Tôi dịch lại chỗ này ha. Trông có vẻ dường như là chúng ta đang đi đúng hướng, có nghĩa là chúng ta đang làm mọi thứ nó theo kế hoạch. Em hiểu không? Mà chúng ta ở đây á là mọi người phải không nào? Mà mọi người thì đang làm cái gì vậy em? Đang thực hiện cái dự án quảng cáo phải không nào? Vậy đáp án là câu nào em biết không? Là câu C á ha. Cô ấy nghĩ rằng cái dự án thì đang đi theo kế hoạch, đang diễn ra đúng hướng của họ, được không nào? Vậy đáp án là câu C ha. On the right track, đang diễn ra đúng hướng, đang đi theo kế hoạch. Câu 164, what is true, cái điều gì đúng về Mr. Rodriguez? Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Xe bán trước nha câu A. Ông ấy chỉ vừa mới bắt đầu làm việc tại công ty. Câu B, ông ấy lên kế hoạch dự định để get in contact with, liên hệ với Miss Jones. Lúc nãy mình có dò một cái thông tin nói là Mr. Rodriguez sẽ liên hệ với một người. Em dò lại xem có phải là Miss John hay không nha. Ở đây nè, phải không nào, cùng đọc câu này nha. No problem Barry, không sao, không thành vấn đề Barry à. Tôi sẽ get in touch with, liên hệ với cô ấy ngay để mà thực hiện cái sự sắp xếp. Vậy cô ấy ở đây là ai? Để biết được cô ấy là ai mình đọc cái tin nhắn ở phía trước nữa nha em nha. Là Barry nói cái gì đây? Great Dustin, tôi sẽ gửi cho bạn một cái copy của cái bản thảo vào tối nay. By the way, nhân tiện thì tôi không thể make it vào ngày 18 S, bởi vì tôi cần phải có mặt tại một cái cuộc họp với khách hàng. Vì vậy tôi sẽ cử Brina Chance thế trợ của tôi. Thì Dustin Rodriguez nói rằng tôi sẽ liên hệ với cô ấy. Vậy cô ấy ở đây chắc chắn là ai rồi em? Miss Jones phải không nào? Vậy đáp án là câu B luôn ha. Không cần dò câu C và câu D nữa. Câu 165, Miss Hopkins đã được yêu cầu làm gì? Vậy từ khóa chính là Miss Hopkins phải không nào? Xe bán trước nha câu A.
gửi một cái báo cáo về cái progress, cái tiến trình cô Bi gửi hay là chuyển một cái lịch chi tiết, cô C cung cấp một cái địa chỉ website, cô D email cái resume sheet lý lịch của một người trình diễn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau xem từ khóa Miss Hopkins này ở vị trí nào nha. Câu cuối rồi mình vào đoạn cuối trước ha. Ở đây form nào, cô William Hopkins nè. Rồi cùng đọc em nha. Ok, Michelle, tôi có thể gửi cho bạn cái link bây giờ, nhưng mà hãy nhớ rằng có một số cái vấn đề nó đang diễn ra, nó đang cần phải giải quyết. Vậy thì em xem nè, cái câu này đang nói về việc gửi một cái link, phải không? Cái link thì là câu nào em? À, câu C cung cấp địa chỉ website, nhưng mà mình chưa có biết chắc đây có phải là việc mà Miss Hopkins được yêu cầu hay không, phải không nào? Vậy mình đọc cái câu ở phía trước cho chắc em. Em xem nè, Willa Hopkins nói rằng ok Michelle, đồng ý với Michelle, phải không nào? Vậy chắc chắn Michelle là người yêu cầu Willa Hopkins làm rồi. Em dò xem Michelle có nói gì về Willa Hopkins hay không. Đây có từ Willa nè, cùng đọc nha. Willa à, bạn có thể gửi cho tôi một cái link đến cái website để mà tôi có thể xem cái tiến trình cho đến bây giờ hay không. Vậy có nghĩa là Miss Hansen yêu cầu Willa gửi một cái link để theo dõi tiến trình, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi em? Câu C ha, ok. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng và thường xuyên ra thi trong bài này các em nhé. Đầu tiên, Michelle Hansen nói rằng tôi có thể có được cái update, là cái sự cập nhật thông tin đấy em, từ mọi người về cái dự án promotion. Mà cái từ promotion có ba nghĩa thường gặp. Thứ nhất là thăng tiến, thứ hai là quảng cáo, thứ ba là khuyến mãi. Ở đây có nghĩa là quảng cáo đấy em. Tôi có thể có được cái sự cập nhật thông tin từ mọi người về cái dự án quảng cáo cho Engines Auto hay không. Cái buổi thuyết trình tới của chúng ta đó đã được chuyển sang ngày thứ ba, ngày 10 tháng 8. Barry nói rằng những cái sự thay đổi về bản thảo, về lời thoại cho cái commercial. Mà cái từ commercial thường có nghĩa là thương mại, là tính từ đấy em, thương mại. Nhưng commercial còn là danh từ nữa và có nghĩa là cái sự quảng cáo ha. Và đây có nghĩa là cái sự quảng cáo, cái chương trình quảng cáo đấy em. Cái sự thay đổi về cái phát thảo, cái bản phát thảo, cái lời thoại cho cái chương trình quảng cáo trên TV á, sẽ được hoàn tất trong buổi chiều nay. Bên cạnh đó thì tôi vẫn đang chờ cho cái bộ phận sản xuất cho phép để mà proceed, là tiến hành hay là thực hiện đấy em. Proceed là tiến hành hoặc là thực hiện ha. Dustin nói rằng Barry cái sự lựa chọn đầu tiên của chúng ta cho cái lead actor là diễn viên chính á, thì đã back out. Mình có từ back out có nghĩa là đã từ chối cái điều mà đã hứa là làm trước đó, được không nào? Hoặc là nuốt lời hoặc là thất hứa ha. Quay lại cửa này, cái sự lựa chọn đầu tiên cho cái diễn viên chính của chúng ta đó đã từ chối, mặc dù trước đó đã đồng ý, được không nào? Rồi tiếp sau, vì thế tôi đang chờ để mà nghe phản hồi từ cái talent agency, cái công ty đại diện, công ty quản lý về cái replacement. Mình có từ replacement là sự thay thế hay là người thay thế đây, về cái người thay thế ha. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể proceed là tiến hành thực hiện cái việc shoot, bấm máy quay vào ngày 18 tháng 7 ở Snappy Studios. Miss Hansen nói rằng cảm ơn cả hai bạn. Còn về cái campaign, mình có từ campaign là chiến dịch đây em. Về cái chiến dịch online thì sao? Cái người liên lạc của tôi, cái người đại diện tại cái công ty Engines Auto thì eager, mình có từ eager là háo hức đây em. Thì háo hức để mà xem những cái việc gì đã được hoàn tất. Thì Hopkins nói rằng well, tôi đang trong cái stage, mình có từ là stage là giai đoạn đây em. Tôi đang trong cái giai đoạn, những cái giai đoạn cuối cùng của việc phát triển cái website. Tôi cần khoảng một tuần nữa để mà làm cho cái việc hoàn tất nó được chạm tới, touch là chạm đấy em, có nghĩa là cần thêm một tuần nữa để mà hoàn tất công việc á. Nhưng mà tôi khá là confident, tự tin là chúng ta sẽ hoàn tất in time, kịp lúc. Dustin nói rằng good news, thật là tin tốt. Một tin tốt, tôi đã gọi điện cho agency, cái công ty quản lý, cái công ty đại diện đó, và được bảo rằng cái sự lựa chọn thứ hai của chúng ta cho cái performer là người trình diễn, người biểu diễn đấy em, có thể nhận cái công việc. Barry nói rằng great, tốt quá Dustin. Tôi sẽ gửi cho bạn cái bản copy của cái script, cái bản phát thảo, cái lời thoại được hoàn tất vào tối nay. By the way, có nghĩa là nhân tiện đấy. Nhân tiện thì tôi không thể make it, tôi không thể đến vào ngày 18. As, bởi vì tôi cần có mặt tại một cái cuộc họp với khách hàng ha. Vì thế tôi sẽ cử Brianna Chance vào vị trí của tôi. Thì Dustin nói rằng no problem, không có vấn đề gì Barry. Tôi sẽ get in touch with, mình có từ get in touch with là liên lạc với ai đây. Get in touch with somebody, liên lạc với ai ha.
Tôi sẽ liên lạc với cô ấy shortly, là ngay lập tức đem, ngay ha, ngay lập tức, để mà thực hiện những cái sự sắp xếp. Rồi Misha Hansen nói rằng it looks like, có vẻ như, trong có vẻ như chúng ta on the right track, là đang đi đúng hướng, đang đi theo kế hoạch đem. On the right track, đang đi đúng hướng, đi theo kế hoạch ha. Destina, keep me posted. Mình có cái cụm là keep somebody posted, nó bằng với cái cụm là keep somebody informed, có nghĩa là báo cho ai đó biết về cái cập nhật mới nhất, cái tin mới nhất của về một cái việc gì đó ha. Báo cho ai biết được cái cập nhật, cái thông tin mới nhất về một việc gì đó, người ta gọi là keep somebody posted hoặc là keep somebody informed, được không nào? Ok, rồi tiếp. Hãy thông báo cho tôi những cái cập nhật mới nhất về cái lịch trình của bạn. Wheeler, bạn có thể gửi cho tôi cái link đến cái website để mà tôi có thể xem cái progress, là tiến trình đi. Progress là tiến trình ha, để tôi có thể xem được cái tiến trình so far cho đến bây giờ hay không. Thì Dusty nói rằng understood, tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ gửi cho bạn cái lịch trình gần đây nhất, mới nhất mà tôi đã có bây giờ. Willie Hopkins nói rằng ok Michelle, tôi có thể gửi cho bạn cái link bây giờ, nhưng mà hãy nhớ rằng là vẫn có một số cái issues, là vấn đề đây, vẫn có một số cái vấn đề nó đang diễn ra và cần giải quyết ha. Ok, tiếp câu 162. Câu B mình có từ form bằng với từ company, là công ty đây, gặp rất nhiều rồi ha. Tiếp theo câu D, manufacturer là gì, nhà sản xuất ha. Câu 163, câu A mình có từ modification, nó bằng với từ change, là thay đổi đây, thay đổi ha. Ok, rồi câu D mình có từ satisfied with, là hài lòng với cái việc gì đó, hài lòng với ha. Rồi tiếp, câu 164, câu B mình có từ get in contact with, nó bằng với cái cụm là get in touch with, là liên lạc với ai đó. Câu 165, câu B mình có từ forward, là chuyển hay là gửi đây, chuyển hay là gửi ha, forward, chuyển hay là gửi. Ok, câu 166 đến câu 168 thì là một cái information, thông tin ha. Câu 166, cái điều gì được chỉ ra, được nói về cái partner farms, những cái nông trại mà cộng tác với lại công ty Highlands Coffee, về từ khóa chính là Highlands Coffee Company và partner farms, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Họ bán sản phẩm của họ trên cái open market. Câu B, họ được subsidized, được trợ cấp bởi chính phủ địa phương. Câu C, họ trồng rất là nhiều những cái crops, mùa vụ khác nhau. Câu D, họ thì tọa lạc ở một số quốc gia. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa đang ở vị trí nào nha em. Câu đầu tiên mình dò từ đầu luôn em nhé. Trên tựa bài đã có từ Highlands Coffee Company rồi phải không nào? Vậy cả bài này sẽ nói về công ty này ha. Em dò xem có chỗ nào nói về nông trại hay không. Đoạn thứ nhất không có phải không nào? Đoạn số 2 đi em. À đây có từ farm phải không? Đọc câu này nha. Chúng tôi có những cái contracts, những cái hợp đồng exclusive, độc quyền với những cái farms, những cái nông trại ở Guatemala, Ethiopia và Việt Nam, và những cái nông trại này ở một số quốc gia, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À câu đi luôn ha. Ok, câu 167, Highlands Development Foundation thì có lợi cho ai? Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Highlands Development Foundation. Rồi sẽ bán trước nha câu A. Researchers, những nhà nghiên cứu nông nghiệp quốc tế. Câu B, children, trẻ em, hay là con cái của những người trồng cà phê. Câu C, những công nhân làm việc abroad, ở nước ngoài. Câu D, các thành viên của cái hiệp hội trồng cà phê. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem cái từ khóa Highlands Development Foundation đang ở vị trí nào nha. Ở đây form nào, đoạn số 3 ha, có từ The Highlands Development Foundation nè. Đọc đoạn này em nhé. Furthermore, hơn thế nữa, to give more back, mình có từ give back là cho lại đi em, để cho lại những cộng đồng này, thậm chí là nhiều hơn. Chúng tôi đã bắt đầu một cái Highland Development Foundation. Chưa có đáp án form nào, đọc tiếp nha. Mỗi năm thông qua cái tổ chức này thì chúng tôi đã đặt 5% tổng cái profits, cái lợi nhuận của công ty vào việc xây dựng trường học, những cái hệ thống ống nước và những cái nhà máy gì đó, và những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe ở cái thị trấn và những ngôi làng gần cái nơi mà cà phê chúng tôi được trồng. The main goal, cái mục đích chính là để make certain, đảm bảo chắc chắn rằng tất cả những cái children, những trẻ em, những con em của công nhân của chúng tôi được an toàn, khỏe mạnh, có được cơ hội đến trường và nhận được cái sự giáo dục đầy đủ. Vậy thì em xem ai sẽ là người nhận được lợi ích từ cái tổ chức này? À chính là những con cái của những công nhân, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu B, phải không nào? À là con cái của những người trong cà phê ha. Ok,
Câu 168 ở vị trí nào là đánh số 1, 2, 3, 4 thì câu sau thuộc về. Đọc câu đầu kép trước nha. Bằng việc achieving, đạt được cái objective, cái mục tiêu worthwhile, có giá trị, có ý nghĩa này, thì chúng tôi sẽ có thể tiếp tục được cái sự nỗ lực của chúng tôi. Mình có thể chọn được ngay đáp án là câu nào vậy em? Câu đi form nào là vị trí số 4? Bởi vì lúc nãy mình có dịch cái câu ở trước vị trí số 4. Nó đang nói về cái mục tiêu luôn nào, form nào. Đây này có từng câu nè. Em đọc lại cả hai câu này nha. The main goal, cái mục đích chính là để chắc chắn đảm bảo rằng tất cả những con cái của công nhân của chúng tôi được an toàn, khỏe mạnh, có được cái cơ hội đến trường và nhận được giáo dục toàn diện. Bằng cách đạt được cái objective, cái mục tiêu này, thì mục tiêu này chính là cái mục tiêu mà làm cho con em của công nhân của họ được an toàn, khỏe mạnh và được đi học. Phải không nào? Thì chúng tôi sẽ có thể tiếp tục được cái sự nỗ lực của mình. Rất là liên kết rồi, đáp án là câu. Câu đi luôn em nhé. Ok, đằng trước nói về mục tiêu và câu đầu kép cũng nói về mục tiêu luôn ha. Sơ cùng nhau hệ thống là những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Cùng dịch nào. Tại Highlands, chúng tôi biết rằng những khách hàng của chúng tôi chỉ muốn uống cái loại cà phê ngon nhất từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi cũng recognize. Mình có từ recognize đậm từ là nhận ra đấy. Chúng tôi cũng nhận ra rằng họ muốn đảm bảo chắc chắn rằng những người mà trồng cà phê đó được treated, mình có động từ treat là đối xử, là đối đãi đấy. Được đối xử một cách fairly, là một cách công bằng ha. Nhiều producers, nhà sản xuất cà phê đã cung cấp cho nhân viên của họ những cái conditions, là những cái điều kiện đấy. Working là làm việc. Cung cấp cho nhân viên của họ những cái điều kiện làm việc poor, nghèo nàn, và low pay là mức lương thấp. Đây là những cái practice, mình có từ practice then, trên từ có nghĩa là hoạt động hay là hành động ha. Đây là những cái hoạt động, hành động mà Helen không có ủng hộ, support là ủng hộ ha. Rồi những công ty cà phê mà họ mua cái stock, mình có từ stock then, danh từ là hàng hóa ha. Mà họ mua những cái hàng hóa sản phẩm của họ trên cái open market, mình có từ market là thị trường, open market là thị trường cạnh tranh tự do. Họ mua những cái hàng hóa của họ trên cái thị trường tự do thì không bao giờ biết được exactly, một cách chính xác là chúng đến từ đâu. Nhưng mà tại Highland thì chúng tôi có một cái approach, mình có từ approach là phương pháp hay là cách tiếp cận ha. Chúng tôi có một cái phương pháp, cách tiếp cận khác. Chúng tôi có những cái contract là hợp đồng exclusive, là độc quyền đấy. Chúng tôi có những cái hợp đồng độc quyền với lại những cái farms, những cái nông trại ở Guatemala, Ethiopia và Việt Nam. Hợp đồng độc quyền là sao? Ví dụ khi một công ty A nó ký cái hợp đồng bán sản phẩm cho công ty B, một cái hợp đồng độc quyền bán sản phẩm cho công ty B, thì công ty A chỉ được quyền, chỉ được phép bán cái sản phẩm của họ cho công ty B mà thôi, và không được bán mà cung cấp cho một cái nơi khác, được không nào? Đó gọi là exclusive contract, cái hợp đồng mua bán độc quyền ha. Rồi tiếp, because, bởi vì cái điều này thì chúng tôi biết exactly, chính xác được là ai sản xuất ra cái cà phê của chúng tôi và những cái điều kiện mà chúng được trồng. We appreciate, mình có từ appreciate là cảm kích hoặc là đánh giá cao ha. Chúng tôi cảm kích, đánh giá cao tất cả những cái sự làm việc chăm chỉ của những farmers, nông dân của chúng tôi, và ensure là đảm bảo rằng, và đảm bảo rằng là họ có được những cái điều kiện làm việc và cái wage là tiền công hay là tiền lương đấy. Điều kiện làm việc và cái tiền công acceptable là có thể chấp nhận được hay là phù hợp ha. Rồi, nhưng mà cái commitment là cái sự cam kết em. Và cái sự cam kết của chúng tôi thì không ngừng lại ở đó. Helens trả cho họ thêm 10% trên cái giá thị trường hiện tại như là một cái lời cảm ơn. Được không nào? Furthermore, thêm vào đó, để mà cho lại những cái cộng đồng này nhiều hơn, thậm chí là nhiều hơn, give back là cho lại, để cho lại những cái communities, những cái cộng đồng này, thậm chí là nhiều hơn, thì chúng tôi đã bắt đầu một cái foundation, là một cái quỹ hỗ trợ đấy, một cái quỹ hỗ trợ, một cái quỹ tài trợ phát triển Highlands. Mỗi năm thông qua cái organization là cái tổ chức ha, thông qua cái tổ chức này thì chúng tôi đặt 5% tổng cái profit là lợi nhuận corporate là của công ty vào trong việc xây dựng trường học, những cái hệ thống ống nước và những cái plants, mình có từ plants là nhà máy đây. Plants là nhà máy ha. Những cái nhà máy purification là lọc á, lọc cho sạch á. Vậy purification plants là những cái nhà máy lọc và những cái facilities, những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe trong cái thị trấn và những cái ngôi làng gần cái nơi mà cà phê được trồng. The main goal, mình có từ goal là mục tiêu hay là mục đích nha. Goal là mục tiêu hoặc là mục đích ha. Main là chính á. Cái mục tiêu chính là để make certain, đảm bảo chắc chắn rằng tất cả những children, những con em của công nhân của chúng tôi được an toàn, khỏe mạnh và có cơ hội đến trường và nhận được cái nền giáo dục đầy đủ, cái sự giáo dục đầy đủ. Được không nào? Rồi find out. Hãy tìm thêm cái thông tin, tìm hiểu thêm thông tin về
những cái dự án phát triển của Harlan, những cái nhà sản xuất cà phê của chúng tôi, và cái điều mà bạn có thể làm để mà support, hỗ trợ cho cái tổ chức của chúng tôi, cái công việc của chúng tôi tại cái website này, được không nào? Có 166, câu B mình có từ subsidize là trợ cấp đi. Động từ subsidize là trợ cấp ha. Câu B là họ được trợ cấp bởi chính phủ ở địa phương. Rồi câu C mình có từ crop là mùa vụ á, mùa màng đấy, mùa vụ ha. Ở đây là different crops là những cái mùa vụ khác nhau, được không nào? Có 167, câu A mình có từ agriculture. Agriculture có nghĩa là nông nghiệp ha. Agriculture là nông nghiệp. Câu A là những cái nhà nghiên cứu nông nghiệp quốc tế. Rồi câu C mình có từ abroad là ở nước ngoài đấy. Câu D mình có từ association là hiệp hội ha. Hiệp hội. Câu D là hiệp hội những người trồng cà phê đó. Ok, rồi tiếp câu 168. Mình có từ achieve, động từ achieve là đạt được đấy. Động từ achieve là đạt được ha. Ok. Objective nó bằng với từ goal là mục tiêu hay là mục đích đấy. Objective bằng với từ goal, mục tiêu, mục đích ha. Tiếp theo mình có từ worthwhile, có nghĩa là có giá trị hay là có ý nghĩa. Worthwhile, có giá trị hoặc là có ý nghĩa. Tiếp theo mình có từ effort là cái sự nỗ lực đây. Sự cố gắng, nỗ lực ha. Ok, vậy cả câu này có nghĩa là gì? Bằng việc đạt được cái mục tiêu có giá trị, có ý nghĩa này thì chúng tôi có thể tiếp tục được cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng của chúng tôi, được không nào? Ok. Câu 169, câu 171, đây là một cái article, bài báo ha. Câu 169, cái điều gì được nói về ping, về từ khóa chính là ping, phải không nào? Xe bán trước nha câu A. Nó gần đây đã hire, đã thuê tuyển những cái nhân viên lập trình hệ thống mới. Câu B, nó được thành lập cách đây 5 năm. Câu C, nó cung cấp download miễn phí cho thành viên. Câu D, nó đã associated with, gắn liền với là một cái loại phần mềm particular, đặc trưng cụ thể. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ ping đang ở vị trí nào nha em. Đoạn số 1 xem có hay không. Không có, form nào đoạn số 2 đi em. À, đây có từ ping cùng dịch câu này nha. Khi mà cô ấy replace, thay thế cái người giám đốc trước đây có tên là Mark Spawning, thì ping chỉ được biết đến về cái phần mềm xử lý Word. Vậy thì em xem nè, trước đây á, ping chỉ được biết đến về cái phần mềm, chủ yếu được biết đến về cái phần mềm xử lý Word, có nghĩa là trước đây nó gắn liền với lại cái phần mềm xử lý Word, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Mà câu đi ha, nó đã từng gắn liền với lại một cái loại phần mềm particular, đặc trưng cụ thể. Và cái loại phần mềm đặc trưng cụ thể đó ở đây chính là cái phần mềm xử lý Word ha. Ok. Câu 170, cái điều gì không được đề cập về Rebecca Curtis, về từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Đó là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc vào từng đáp án nha cô ai. Cô ấy có thể sẽ nói chuyện tại một cái conference, cái hội nghị sắp tới, về từ khóa trong cô ấy sẽ là gì em? Upcoming conference, phải không nào? Rồi mình cùng dò nha. Xem Rebecca Curtis và upcoming conference đang ở vị trí nào thì từ đầu luôn em nhé. Đây có Rebecca Curtis này, em dò xem có cái hội nghị không. Ở đây form nào có từ conference, đọc câu này em nha. Đây, Miss Curtis, cái người mà took over, đã tiếp quản cái công ty cách đây 5 năm á, và transform, biến nó thành một cái enterprise, cái doanh nghiệp, sau đó phát triển thịnh vượng, phải không nào? Thì được dự đoán là sẽ đọc một cái bài diễn văn tại cái hội nghị hàng năm vào ngày 2 tháng 12. Vậy có nghĩa là cô ấy sẽ có thể nói, phát ngôn tại một cái hội nghị sắp tới, phải không nào? Vậy là câu ai có đề cập ha? Tiếp của BDM. Cô ấy là CEO giám đốc nữ đầu tiên của Ping, về từ khóa chính là First Female CEO, phải không nào? Rồi mình cùng dò em nhé. Đây câu này về Curtis mình chưa đọc nên em cùng đọc nào. Curtis, giám đốc của công ty phần mềm Ping, đã được xướng tên là cái người phụ nữ thành công nhất trong cái giới công nghệ bởi cái tạp chí này. Không có nói gì đến là cái người giám đốc nữ đầu tiên hết, phải không nào? Giờ tiếp đi em xem chỗ nào nói về Miss Curtis nữa. Ở đây form nào cùng đọc nha. Những cái achievements, những cái thành tựu của Miss Curtis như là một giám đốc thì được celebrated, được nổi tiếng một cách rộng rãi. Cũng không có nói gì đến là người giám đốc nữ đầu tiên hết, phải không nào? Tiếp đi em. Câu này thì hồi nãy dịch rồi, phải không, là cũng không nói đến luôn. Rồi tiếp đi em xem chỗ nào nói về Miss Curtis nữa. Ở đây form nào đọc câu này nha. Miss Curtis quickly, nhanh chóng reserve, đảo ngược cái situation, cái tình huống đó bằng việc phát triển rất là đa dạng nhiều loại cái phần mềm có chất lượng cao, bao gồm chỉnh sửa hình ảnh và những cái chương trình về trang tính. Cũng không có nói đến là cái CEO nữ đầu tiên luôn, form nào. Rồi giờ tiếp đi em xem chỗ nào nói về Miss Curtis nữa. Ở đây form nào cũng đọc nha.
Trong một vài năm tới thì Ms. Cortez nói rằng Pink sẽ tạo ra cái kế hoạch thành viên cho những người sử dụng thường xuyên của nó. Cũng không có nói luôn phải không nào, giờ tiếp đem để các Ms. Cortez này cùng đọc nha. Ms. Cortez nói rằng công ty cũng sẽ lên kế hoạch dự định để mà phát triển lại cái website của nó. Cũng không có cái thông tin luôn. Rồi giờ tiếp đem. Đây có Ms. Cortez cuối cùng ha. Hầu hết những chuyên gia đều đồng ý rằng Ms. Cortez chính là cái nguyên nhân, chính cái nguyên nhân chủ yếu đằng sau cái sự thành công của công ty. Vậy câu B là hoàn toàn không thấy nó đến, phải không em? Cái giám đốc nữ đầu tiên là không thấy nó đến luôn. Vậy tạm thời câu B rất có thể là đáp án. Mình để đó nha, mình nhờ tiếp cô C và cô D cho chắc em. Cô C là gì, cô ấy được công nhận bởi một cái tạp chí có không? Có phải không nào, lúc nãy đọc rồi. Ở đây nè, Ms. Cortez được xướng tên là cái người phụ nữ thành công nhất trong cái giới công nghệ bởi cái tạp chí này. Có là được công nhận, được khen ngợi bởi cái tạp chí đó rồi. Vậy là cô C có đề cập luôn ha. Tiếp cô đi. Cô ấy đã giúp Pink mở rộng cái dòng sản phẩm của nó. Có không em? Có phải không nào? Là con này nè. Đây, Ms. Cortez nhanh chóng đảo ngược cái tình huống đó bằng cách phát triển rất là đa dạng những cái loại phần mềm high quality có chất lượng cao, bao gồm chỉnh sửa hình ảnh và những cái chương trình về tăng tính. Vậy là có phát triển thêm những cái phần mềm khác phải không nào? Vậy là câu D có đề cập luôn và đáp án chắc chắn là câu gì rồi em? Câu B là hoàn toàn không có đề cập ha. Câu 171, theo như bài báo thì cái điều gì được dự đoán là sẽ xảy ra tại Pink Software? Sẽ đáp án trước nha câu A. Nó sẽ phát triển một cái sản phẩm về hardware và phần cứng. Câu B, cái website của nó sẽ bị đóng lại, ngừng hoạt động permanently, là lâu dài hay là vĩnh viễn nè. Câu C, nó sẽ cung cấp những cái chương trình tại cái giá thấp hơn. Câu D, nó sẽ merge with, sáp nhập với một công ty khác. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò nha em. Câu 171 là câu cuối cùng rồi, mình dò đoạn cuối luôn em nha. Cùng đọc nào. Over the next several years, trong một vài năm tới thì Ms. Cortez nói rằng Pink, chính là Pink Software đó em, sẽ tạo ra một cái kế hoạch cho thành viên, cho những cái người sử dụng thường xuyên của nó. Những ai mà sign up, đăng ký thì sẽ có thể download những cái sản phẩm mới của Pink ở cái giá được giảm. Vậy thì em xem nè, những ai mà đăng ký thì sẽ download được những cái sản phẩm mới của Pink ở một cái giá giảm. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu C phải không? Mà nó sẽ cung cấp những cái chương trình ở cái giá thấp hơn ha. Ok, sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Cùng dịch nào. Đầu tiên mình có từ honor là vinh danh nè. Head là người đứng đầu ha. Người đứng đầu của công ty Pink Software được vinh danh như là cái người phụ nữ thành công trong giới công nghệ của năm. Được viết bởi Carmen Marshall. Rebecca Curtis, giám đốc của công ty phần mềm Pink, đã được xướng tên như là người phụ nữ thành công nhất trong cái giới công nghệ bởi cái tạp chí Gadget Lover. Ms. Cortez, cái người mà đã took over, mình có từ took over nguyên thể là take over, có nghĩa là tiếp quản đây. Người đã tiếp quản cái công ty cái đây 5 năm và transform, mình có từ transform là biến đổi ha, biến đổi. Và đã biến đổi nó thành cái enterprise là doanh nghiệp đây, enterprise là doanh nghiệp ha. Biến đổi nó thành một cái doanh nghiệp đa nền tảng, thriving là phát đạt hay là thịnh vượng đi. Thriving là phát triển, phát đạt hay là thịnh vượng ha. Is expected to, được dự đoán là sẽ đọc một cái bài diễn văn cảm ơn, mình có từ acceptance speech là bài diễn văn cảm ơn đi, tại cái conference, tại cái hội nghị hàng năm của Gadget Lover vào ngày 2 tháng 12. Cái achievement, mình có từ achievement là thành tựu đi. Achievement là danh từ của từ achieve. Achieve là đạt được. Achievement là những cái đạt được hay còn gọi là thành tựu ha. Những cái thành tựu của Ms. Cortez như là giám đốc đã được celebrated. Mình có từ celebrated là nổi tiếng nè. Các thành tựu của Ms. Cortez như là một cái giám đốc thì nổi tiếng một cách rộng rãi. Thì hôm nào khi mà cô ấy replace là thay thế nè. Thay thế thế chỗ cho cái giám đốc previous là trước đây ha. Previous là trước hay là trước đây. Có tên là Mark Spalding thì Pink chủ yếu được biết đến về cái phần mềm xử lý Word. Due to, bởi vì the influx of, mình có từ influx of là cái sự đổ xô đây. Bởi vì cái sự đổ xô rất là nhiều những cái sản phẩm về xử lý Word mới. Cho nên phần mềm của Pink thì không có bán chạy như trước đây đã từng nữa. Ms. Cortez đã nhanh chóng reserve, mình có từ reserve là lật ngược, reserve là lật ngược hoặc là thay đổi hoàn toàn
được không nào? Miss Curtis đã một cách nhanh chóng lật ngược hay là thay đổi hoàn toàn cái situation, cái tình huống đó bằng việc phát triển a wide range of, rất là đa dạng, nhiều cái loại phần mềm high quality, chất lượng cao, bao gồm chỉnh sửa hình ảnh và những cái chương trình về spreadsheet là trang tính, giống như Excel vậy đó ha. Nào bây giờ cái tên Pink thì được biết đến về cái technology, cái công nghệ dependable, mà cái từ dependable là đáng tin cậy đấy em. Với cái công nghệ đáng tin cậy và cutting edge là hiện đại ha. Cutting edge là hiện đại. Công nghệ đáng tin cậy và hiện đại. Rồi, over the next several years, trong một vài năm tới thì Miss Curtis nói rằng Pink sẽ tạo ra cái kế hoạch cho thành viên, cho những cái người sử dụng frequent là thường xuyên đều đặn của nó. Những ai mà sign up là đăng ký đem thì sẽ có thể download tải những cái sản phẩm của Pink mới, những cái sản phẩm mới của Pink tại một cái giá được giảm. Miss Curtis đã nói rằng cái công ty á thì cũng lên kế hoạch dự định để mà phát triển lại cái website của nó. Với tất cả những cái kế hoạch này ở phía trước thì Pink được dự đoán là sẽ phát triển thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Most expert, mình có từ expert là chuyên gia đây. Hầu hết những chuyên gia đều đồng ý rằng Miss Curtis chính là cái nguyên nhân primary, là chủ yếu đây. Chính hay là chủ yếu ha? Là nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chính đằng sau cái sự thành công của công ty này. Sở tiết có 169, có em mình có từ hire là thuê hay là tuyển ha. Cô bên mình có từ found, động từ found là thành lập đây. Rất là hay gặp ha. Cô chị mình có từ be associated with, có nghĩa là gắn liền với nha. Be associated with, gắn liền với cái gì ha? Particular là cụ thể hoặc là đặc trưng. Cụ thể hoặc là đặc trưng ha. Cô dịch lại câu này nha, nó đã từng gắn liền với một cái loại phần mềm cụ thể đặc trưng. Câu 170, cô xin mình có từ recognize là công nhận hoặc là khen ngợi đi. Công nhận hay là khen ngợi ha. Vậy câu C là cô ấy được công nhận, được khen ngợi bởi một cái tạp chí. Câu C mình có từ expand là mở rộng ha, mở rộng. Expand its product line là mở rộng cái dòng sản phẩm của nó. Câu 171, câu B mình có từ permanently. Permanently có nghĩa là một cách lâu dài hay là vĩnh viễn nè. Câu B là cái trang web của nó đó thì sẽ đóng lại, sẽ ngừng hoạt động lâu dài vĩnh viễn ha. Rồi câu D mình có từ merge with là sáp nhập với. Sáp nhập với ha. Câu D là nó sẽ sáp nhập với một công ty khác được không nào? Ok.